chứ chị bây giờ sĩ để không dùng mình luôn á. Dạ rồi tôi và đặc biệt hồi nãy giờ á, nếu những cái giọng ca này, nét diễn xuất này mà không có tiếng đàn thì không thể nào thành nên những cái đoạn nhỏ. À, các bạn các cô thường nghe đây là những nhạc sĩ và cũng nhạc cụ, sinh viên của khoa nhạc cụ của trường. À, đây là Bích Thủy đàn tranh. Bích Thủy vừa đàn tranh như chúng ta nghe. À, đây là Hưng Nguyễn Văn Hưng đàn kim và Thọ Vũ Thọ đàn guitar. À, tại sao các bạn ơi, tại sao ngày hôm nay trong một cái không khí như thế này mà các bạn lại diễn lại một cái trích đoạn phải nói là một cái vở tuồng rất là nổi tiếng hồi xưa, tại sao các bạn lại chọn cái trích đoạn này và những cái gương mặt này của chúng ta diễn lại cho các thầy cô và các bạn nghe? Các bạn có thể sắp đổi tâm sự được không? Nguyên là cái thứ nó đã làm nên một cái ấn tượng của lớp em và những cái từ. Nhưng mà cái vở đó thì nó quá nhiều nhân vật để diễn đây, mà cái diễn viên nhắc tới đó là chỉ có anh Tùng em và anh Vũ Điền, nhưng mà anh Vũ Điền thì lại không tham gia được, cho nên là hai người này diễn không được. Cái gì mà có cái tiết mục này đó thì coi như là một cái kỷ niệm và cái giao lưu giữa hai lớp nữ nhân là hai đồng chí đầu tiên và cái lớp đầu tiên cho nên mới có cái tiết mục này. Còn phải nói là sau khi mà nghe có một cái màn tổ chức Rất là không đi coi là bị chửi đó, đó tại vì coi xong về các thầy phải khỏi bắt phải phân tích ra ai hay ai không hay, cái chỗ nào hay chỗ nào chưa hay là cái đó thì phải phân tích cho bằng được. Rồi lớp tình nói mà thấy không đi thì toàn bộ bên phải cái lương phải đi coi hết. Cái gì đó đặc biệt là ông thông nhất là phải cái hát bội đó, khoa hát bội mà khi một cái là toàn bộ tình nói cho cái lương đi coi hết. Và xưa tất cả các bạn thu gia lâm các anh rất là quý mình thương nhau và không có một cái đất nào như thế, không đi theo, không đi đất này. Cô.